Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đại Dương Tí Hon của mình. Chúc mọi người năm mới có nhiều may mắn và thành công ha. Thì trong thời gian vừa qua mình bận rất là nhiều việc, gia đình, chuyện công việc này kia, cho nên là mình không có thời gian để up clip lên. Thậm chí là mình đã có ít nhất cũng khoảng 4 năm tập là mình đã quay rồi đó. Ví dụ như là cái tập mà update hồ này sau 200 ngày là mình đã quay từ hồi cuối tháng 11 rồi, nhưng mà đến bây giờ mình vẫn chưa có thời gian để up nữa. Thì sau này thôi mình cũng sẽ vẫn up lên thôi, nhưng mà nó sẽ bị trễ cái schedule một chút. Rồi những tập sau kia thì nói chung là mình cũng đã quay rồi, nhưng mà cái thời khóa biểu nó không có đúng ngày á, thì thôi sau này mình cứ up lên. Rồi trong cái description á, trong cái phần giới thiệu về cái video, mình sẽ nói rõ ra là cái tập này đã được quay từ ngày nào, để mà các bạn có thể hình dung được cái khoảng thời gian mà mình quay nó hơn. Ngày hôm nay thì là ngày 4 tháng 1. Thì cái hồ này ngày 25 tháng 1 là cuối tháng 11 mình quay 200 ngày nè. Thì coi như ngày hôm nay là cái hồ này cũng được 250 ngày đó. Nhưng mà mấy cái tập đó thì mình sẽ quay sau. Còn ngày hôm nay thì tập này mình sẽ đề cập tới một vấn đề, một câu hỏi mà được rất là nhiều bạn quan tâm nha. Và đặc biệt là những bạn mới chơi đó. Thì thôi, coi như mình hy vọng đây là một năm mới, thì cái tập này sẽ giúp cho các bạn giống như là hiểu hơn về cái môn chơi này. Thì cái câu hỏi đó là chi phí để mình làm một cái hồ nhỏ như thế này, để bàn một cái hồ mới cho người mới chơi á, thì tốn kém là khoảng bao nhiêu. Thì trong tập này á, mình sẽ nói về giá của cả bên hai bên luôn nha. Thì mình ở Mỹ cho nên là mình sẽ giới thiệu một số cái về những cái vật liệu rồi những cái dụng cụ bên Mỹ thì nó như thế nào, rồi mua ở đâu. Còn về bên Việt Nam thì mình cũng có tham khảo, rồi mình cũng lên Shopee coi này kia. Thì mình cũng chỉ có giá án chừng thôi nha, chứ mình cũng không có biết chắc lắm. Rồi cũng tùy vào các bạn mua ở đâu, rồi mua của ai. Rồi thậm chí là bạn có thể mua lại cái đồ thanh lý nữa, cho nên nhiều khi cái giá nó sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng mà đại loại thì tập ngày hôm nay mình chỉ đề cập tới những cái phần cứng thôi, là những cái phần không thể thiếu, giống như là cái hồ nè, cái lọc rồi cái đèn, ví dụ vậy, nếu như bạn chơi san hô. Rồi những cái phần khác mà giống như là về châm khoáng nè, rồi thức ăn cho cá này kia đó, thì mình đã đề cập tới trong những cái tập trước rồi. Và thực sự cái này nó cũng không có nằm trong cái phần cứng nữa, tại vì những cái mà giống như là thức ăn cho cá rồi cho vi sinh hay là châm khoáng đó, thì những cái đó là những cái mà có thể thay thế được. Ví dụ như châm vi sinh thì bạn không cần châm, mà nếu như bạn chấp nhận để cho hồ nó cycle 2 tuần đó, hoặc là cycle 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 6 tháng nếu mà bạn đủ kiên nhẫn, thì cycle như vậy cái hệ thống vi sinh nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đó là bạn không dùng tới vi sinh mà bạn để cho vi sinh nó lên một cách tự nhiên. Còn những cái như là đồ ăn á, thì nó cũng tùy thôi, bạn có thể mua đồ ăn tươi, thức ăn đông lạnh hay như thế nào đó. Còn mình thì mình chỉ xài thức ăn lá với lại thức ăn hạt thôi, rồi lâu lâu thì mình cho ăn cá, nó ăn giống như là snack á. Đồ ăn fancy một chút, đồ ăn xịn một chút thì là mình cho nó ăn tôm Artemia sống. Chứ còn lại những cái phần đó thì nó có thể là mình sẽ đề cập vào một cái tập khác. Những cái gì mà bạn nên châm vào trong nước để đại loại là như vậy thì mình sẽ đề cập sau. Còn tập ngày hôm nay thì mình chỉ đề cập tới những cái phần gọi là phần cứng, đó là những cái cơ bản nhất và bắt buộc phải có. Rồi thậm chí là đến những cái như mà san hô rồi cá này kia mình sẽ đề cập một tập khác luôn nha, chứ mình sẽ không có bàn tới, tại vì cũng tùy thuộc vào nơi bạn ở, rồi tùy thuộc là bạn muốn nuôi san hô gì, rồi bạn muốn nuôi con gì, cho nên là giá cả nó sẽ rất là chênh lệch nhau. Và mình cũng không thể nào mà án chừng được là bạn sẽ mua bao nhiêu, ví dụ vậy. Mình sẽ làm một tập về giá của các sinh vật trong hồ, nhưng mà cụ thể là những con mà mình nuôi thôi, còn lại những con khác thì tùy vào quyết định của bạn ha. Thì đầu tiên mình sẽ bàn về cái hồ. À, mà trước tiên thì khi mà mình tìm về những cái vật liệu trong cái hồ này như vậy á, thì mình cũng lên Shopee với lên Google mình kiếm. Thì những cái nào mà mình có đó thì mình sẽ link nó vào trong cái phần description của cái video, rồi các bạn có thể dùng nó để mà tham khảo nha. Chứ còn thực tế các bạn mua ở đâu thì cái chuyện đó mình cũng không biết được, tại vì mua những chỗ khác nhau thì nó có giá khác nhau này kia mà. Rồi thậm chí là bạn chắc là bạn sẽ không có mua cái hồ y chang giống mình đâu, rồi kích thước nó cũng không giống, rồi các vật liệu trong hồ nó cũng không giống nữa, cho nên là tất cả những cái giá ở đây chỉ là mình án chừng thôi nha. Đầu tiên là về cái hồ nha. Thì về cái hồ cá của mình là cái hồ lọc vách. Cái hồ này là cubic là 3.7 gallon. Thì bên đây là bên Mỹ đó. Thì 3.7 gallon trừ đi cái phần lọc rồi trừ đi thể tích này kia thì nói chung nó cũng khoảng 12 13 lít gì đó.
Không, nhiều khi mình nhớ mình trừ ra nhiều khi còn có 10 lít thôi. Nhưng mà anyway, đây là cái hồ lọc vắt như vậy. Cái chiều, cái tỷ lệ của nó đó là 25 cm. Còn ở Việt Nam thì mình thấy đa phần là nhiều người chơi cái hồ cubic 40 hơn. Thì 40 x 40 x 40 đó, thì cái thể tích của nó là 64 lít. Thì cái hồ đó nó cũng khá là phổ biến, nhưng mà so với cái hồ này thì nó bự hơn chắc cỡ nhiêu đây. Đó, nó bự hơn nhiêu đây, tại vì 40 cm đó, nhiêu đây cỡ 15 cm nè. Rồi nó cũng cao hơn 15 cm nữa, cho nên là nó bự hơn cái hồ của mình. Cái hồ mình chỉ có 25 thôi. Thì cái hồ ở bên Mỹ mà giống như mình á, nó là 60 đô. Hồi đó thì mình mua là như vậy. Nhưng mà sau này thì nhiều khi nó cũng lên giá, rồi bây giờ mình mới coi, mình mua cái hồ này ở Petco á, thì cái hồ này bây giờ nó là 80 rồi. Còn cái hồ này ở Việt Nam á thì có giá khoảng 1,3 triệu. Nhưng mà cái đó là cái hồ cho 40 nha, hồ cubic 40 đó. Chứ còn cái hồ mà nhỏ như cỡ như của mình đó, thì mình thậm chí không biết là nó có bán hay không nữa. Cho nên nhiều khi các bạn xài lọc treo cũng được, nó cũng đơn giản hơn. Và nói tới lọc treo á, thì mình không có cần xài tới lọc vắt, mà mình sẽ xài một cái hồ cá không thôi. Có nghĩa là hồ cá mà không không có cái lọc, không có cái dàn sâm, không có cái gì hết á. Nếu mà bạn muốn mua những cái đó thì nó lại là một vấn đề khác nha. Mình chỉ đang đề cập tới những cái món đồ mà mình sử dụng cho một cái hồ giống như của mình thôi. Còn bạn xài hồ lớn hơn, hay là bạn xài mà cái lọc gọi là lọc tràn trên hoặc là lọc tràn dưới gì đó, rồi các bạn có thêm một cái sâm ở dưới nữa, thì cái đó là mình không có đề cập tới nha. Thì một cái hồ không mà cũng kích cỡ như vậy, khoảng 3 gallon hoặc 4 gallon ở bên Mỹ á, thì có giá từ 30 cho tới 50 đô. Mua sale, cái hồ mình mua sale thì thực sự nó chỉ có 20 đô thôi. Đó là cái hồ lọc treo mà mình đã nuôi từ lâu rồi đó. Còn giá ở Việt Nam á, thì một cái hồ đó khoảng 200 cho tới 400 ngàn. Nhưng mà khi mà mình coi á, thì cái hồ mà mình coi, mình sẽ bỏ cái link vào trong description nha. Cái hồ đó thì nó là 20 x 20 x 40. Thì chiều cao là 20 nè. Xong rồi chiều rộng cũng khoảng 20, chiều dài thì là gấp đôi thì là 40 đó. Thì 20 x 20 là 400. Rồi 400 x cho 40 là 16.000. Thì cái hồ đó nó là 16 lít á, nhưng mà nó là hình chữ nhật chứ nó không có cubic giống như mình. Thì tùy thôi, các bạn có thể dùng cái lọc treo rồi sắp xếp như thế nào đó tùy các bạn. Nhưng mà đại loại là cái hồ đó nó sẽ có giá khoảng chừng 200 tới 400 ngàn. Tới cái phần lọc treo á, thì cho cái hồ 3 gallon của mình á, bên đây mình mua cái lọc của mình có giá khoảng chừng từ 30 tới 40 đô. Và cái lọc mà mình xài là lọc fluval nha. Nó có nhiều cái khoảng trống để mà mình để thêm các vật liệu lọc á. Còn hồ Việt Nam thì mình không biết là mình không thấy nó bán cái loại như vậy. Cho nên là mình khuyến khích là nếu các bạn mà cũng mua lọc treo á, thì các bạn cũng kiếm cái loại nào mà nó cái phần bên trong của nó đó nó có nhiều chỗ trống để mà mình để thật là nhiều vật liệu lọc ở trong đấy, thì nó lọc được tốt hơn thôi. Thì những cái đó nó có giá khoảng chừng là từ 70 cho tới 200 ngàn. Rồi tới cái phần đèn á, cái phần này thì thực sự cũng rất là quan trọng, nhưng mà cũng rất là tùy nha. Tại vì mình nghĩ đa phần nếu mà bạn nào muốn mua cái hồ giống như mình á, thì có thể là bạn chỉ muốn mua cá không thôi. Có thể các bạn như là những em học sinh còn đang mới có 15, 16 tuổi gì đó, hoặc thậm chí là nhỏ hơn. Rồi cái phần chi phí thì cũng không có nhiều lắm, cho nên là chỉ mua được những cái hồ đơn giản. Thì nhiều khi chỉ có mua đá, mua cát với lại nuôi hai con Nemo vậy thôi, chứ không có nuôi san hô này kia. Hoặc thậm chí là cũng có thể nuôi những con đơn giản. Thì sau này mình cũng sẽ hướng dẫn về cái điều đó nha. Nhưng mà cái đèn của mình á, thì cụ thể cái đèn này là cái đèn Pop Bloom. Mình mua trên Amazon thì nó chỉ có 60 đô thôi. Có những cái loại khác thì nó cũng tương tự như vậy, khoảng chừng 50 đô. Nhưng mà cái đèn nó không có mạnh như cái này, và nó cũng không có hẹn giờ được nữa. Ở Việt Nam nó cũng có những cái đèn khá khá giống như vậy. Thì mình nhớ là có cái đèn, nó gọi là đèn Q2 18W. Thì cái đèn đó, cái thông tin này là mình lấy từ cái trang web của một cái shop khá là nổi tiếng của Việt Nam nha, và cũng có channel luôn, thì chắc các bạn cũng biết là ai. Thì khi mà mình tham khảo giá cái đèn Q2 á, thì nó có giá là 750 ngàn. Và thậm chí thực sự mình cũng không biết cái đèn nó như thế nào luôn. Nhưng mà mình thấy không nhiều người xài lắm, tại vì thấy đa phần các bạn sẽ xài cái đèn Z-Lite hơn. Mà cái đèn Z-Lite á, thì mình nhớ hình như giá nó khoảng cỡ 2 triệu. Rồi tới cái phần mà đồ lọc á, thì những cái vật liệu lọc giống như là vật liệu lọc có sẵn trong hồ á, hoặc là vật liệu lọc có sẵn trong cái hộp lọc á, cái phần lọc treo á, thường thường nó không có nhiều lắm mà mình nên mua thêm. Thì giá của những cái phần vật liệu lọc đó bên Mỹ thì cỡ chừng 10 tới 20 đô thôi. Còn Việt Nam thì nhiều khi cũng rẻ, cỡ
phần liệu lập chắc cỡ chừng có mấy chục ngàn hay tới 100 ngàn là hết rồi. Rồi tới cái phần tiếp theo thì cái này nó tùy thuộc vào cái chỗ mà bạn sống nha. Mình thì ở bên Mỹ và mình lại ở dưới basement nữa, cho nên là đa phần lúc nào nó cũng lạnh hết. Rồi đa phần mình nghĩ là nếu mà bạn là người Việt nhưng mà bạn sống ở nước ngoài đó thì đa phần là cũng là sống ở xứ lạnh, chứ nó không có nóng như Việt Nam. Tại Việt Nam thì nó là vùng nhiệt đới, cho nên là cái phần mà mình đề cập tới á, là phần thanh sưởi. Thì cái thanh sưởi này có lẽ là không có nhiều người Việt xài lắm, trừ khi ví dụ như bạn sống ở Đà Lạt hoặc là bạn sống ở trên Sapa hoặc là cái vùng nào đó nó cao ở trên phía Bắc á, thì nó sẽ lạnh hơn, cho nên là mình sẽ cần tới cái thanh sưởi. Chứ còn bình thường thì ví dụ ở dưới Sài Gòn lúc nào nó cũng nóng hết đó, nhiệt độ thậm chí có thể lên tới 28 hoặc là lên tới 30 độ, thì mình sẽ không có dùng tới cái đó mà mình sẽ phải dùng cái chiller. Thì về cái vấn đề thanh sưởi á, bên Mỹ nó không có mắc lắm, nó cỡ khoảng chừng 12 tới 15 đô thôi. Bạn mà muốn mua cây xịn hơn thì cỡ chừng 20 đô. Còn ở Việt Nam á thì một cái thanh sưởi cỡ khoảng chừng 70 cho tới 100 ngàn, hoặc là cùng lắm 150. Và với cái hồ như mình á thì mình khuyên là bạn chỉ cần xài một thanh sưởi cỡ chừng 25 cho tới 50W là nhiều lắm rồi. Chứ có nhiều bạn nếu mà không biết mà mình xài một cái cây mà tới 100W hay là thậm chí là 200W á, thì thứ nhất là nó tốn điện hơn. Nhưng mà nếu như bạn có cái hồ lớn hơn thì mình buộc lòng phải xài cái đó thôi, thì không có gì cả. Nhưng mà nếu mà bạn không biết, bạn mua cái cây 100W cho cái hồ như vậy là coi như banh xác nha. Là cái hồ sẽ rất là nóng. Nhưng mà again, it depends. Nó tùy thuộc vào cái chỗ của bạn sống, bạn có cần cái chiller hay không? À, bạn có cần cái thanh sưởi hay không? Rồi tới cái phần tiếp theo á, là ngược lại của thanh sưởi là cái phần chiller. Thì cái máy chiller ở bên Mỹ á, đa phần là sẽ không có cần xài tới đâu, tại vì mình ở cái xứ lạnh mà. Nhưng mà nếu mà có thì mình thấy hình như nó bán cũng 300-400 đô vậy đó, khá là mắc. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ không cần xài tới đâu. Còn ở Việt Nam thì có thể sẽ cần xài. Và cái phần chiller thì thực sự nó rất là khó cho mình, bởi vì mình không biết thứ nhất là bạn muốn mua cái loại nào. Đương nhiên là mình muốn chơi lâu dài thì mình nên mua cái loại tốt một chút. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái chỗ bạn sống, rồi tùy thuộc vào cái nơi bạn mua nữa. Thì mình tham khảo mình thấy có giá nhiều khi là từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Thì cái đó cũng khá là mắc. Rồi cũng tùy thuộc vào ví dụ như bạn mà mua đồ thanh lý nữa thì nó sẽ rẻ hơn. Hoặc là thậm chí nếu mà bạn không chơi giống như mình á, là bạn không có dùng cái nắp mà đậy kín giống như mình á, thì bạn phải châm nước rồi dùng cái máy châm nước tự động ví dụ vậy, và bạn sẽ không có cái nắp nhưng mà bạn sẽ xài được một cái nó giống như là những cái quạt của máy vi tính đó, mấy cái quạt hình vuông nhỏ nhỏ mà hay dùng trong mấy cái máy vi tính đó, thì mình có thể xây hoặc là mình lắp như thế nào đó để mà cái quạt đó nó thổi vào đây. Hoặc là nếu như bạn làm cái hồ này trong phòng ngủ mà cái phòng ngủ của bạn nó mát, hoặc là bạn làm trong văn phòng của bạn lúc nào nó cũng có máy lạnh á, thì mình sẽ không có cần xài tới cái chiller nha. Rồi phần tiếp theo là phần cát. Thì với một cái hồ 3 galon như vậy, gần 4 galon thì coi như Việt Nam cũng cỡ như đó đi, cỡ mười mấy lít á, thì cát, cái lượng cát cần khoảng chừng cỡ chừng 1,5 kg 2 kg là nhiều lắm rồi. Thì bên Mỹ á, bên Mỹ nó không có bán cát nhỏ như vậy, nó bán một cái bịch rất là lớn. Thì mình cũng khuyên luôn, tại vì mua để lâu dài kệ nó cũng không có sao. Và thật sự nó còn rẻ hơn nữa. Đó là nếu mà bạn mua một bịch cát bên Mỹ 20 đô, là cái loại cát Fiji Pink mà mình xài á, thì nó có giá khoảng chừng từ 20 cho tới 25 đô. Và cái bịch 20 pound này á, nó là cỡ chừng gần 10 kg, 9 kg mấy gì đó. Thì một cái hồ như vậy mình xài cỡ chừng có 2,5 pound 3 pound là nhiều lắm rồi, là dư rồi. Cho nên Việt Nam nhiều khi chỉ cần 1 kg thôi là cũng đủ rồi đó. Nhưng mà tại vì cái hồ của mình á thì cái lượng cát như đây, nhưng mà vì mình có cái phần lọc vách cho nên là nó không có cát ở cái phần đằng sau, thì mình chỉ cần như đây thôi. Chứ còn ví dụ bạn dùng cái hồ mà không có lọc vách á thì cái diện tích hồ nó sẽ lớn hơn, cho nên là mình sẽ cần nhiều cát hơn. Thì đại loại là như vậy. Việt Nam thì tiền cát cỡ chừng có 50 ngàn thôi. Rồi tới phần đá sống á, với một cái hồ như vậy thì mình sẽ dùng khoảng chừng 3 cho tới 5 pound, 3 cho tới 5 pound đá. Mà như vậy á thì nó có giá khoảng chừng từ 20 cho tới 25 đô. Nhưng mà cái này á mình phải nói là cái đá của mình là đá có thể gọi là đá xịn. Bởi vì đá đá sống mà bình thường á, đá khô thì thực sự mình khuyên là không có nên chơi luôn. Chờ rất là lâu. Đá sống thì nó tốt hơn, nó xài được nó bền hơn và nó có sẵn vi sinh này kia, nói chung nó rất là tốt. Nhưng mà những cái loại đá sống thường á mà nó chưa có cái tạo coralline, nó chưa có cái màu tím á, thì bên đây bên Mỹ bán khoảng cỡ 3 đồng 3 đồng rưỡi một pound. Còn nó mà có màu tím rồi đó thì khoảng chừng 7 đến 8 đồng,
hoặc thậm chí là những cái đá mà nó có hình thù đẹp á, giống như 7 đồng một pound, nhưng mà mình có cái cây đá ở giữa đó, cái giống như cái xương rồng đó, thì cái cây đó là 10 đồng một pound nữa. Nói chung là mình cần khoảng 3 tới 5 pound cho cái hồ, tùy vào các bạn sắp xếp. Còn nếu mà tính ra Việt á thì khoảng 1,5 kg cho tới 3 kg cỡ đó, và cũng tùy vào cái kích cỡ của cái đá đó nha. Ví dụ như là nó 5 kg, à không, nhiều quá, ví dụ như là 3 kg đá nhưng mà cái hình thù của nó nhỏ thì có thể bạn vẫn cần xài nhiều hơn. Và mình khuyên là mình không có nên xài những cái cục đá mà nó kín quá nha, mà mình nên mua những cái cục nó rỗng rỗng nhiều chỗ để mà cá nó chui vô, nó núp này kia đó, cho nước nó thông qua nó tốt hơn. Rồi có những cái chỗ như vậy thì cá với lại những con động vật khác giống như là con tôm, con cua nó sống rồi nó chui vào trong đấy, nó có cái chỗ trốn thì sẽ tốt hơn cho nó. Thì tiền đá ở Việt Nam như đấy chắc cũng cỡ chừng có 50 ngàn. Thậm chí là bạn mà chơi thanh lý, bạn mà kiếm được ai mà còn xin cho này kia thì nhiều khi là cũng free luôn. Cho nên cái phần mà đá với lại cái phần cát nó khá là rẻ. Rồi tới phần mà muối nha. Thì muối ở bên đây á, mình nghĩ là mua khoảng chừng 10 đô thôi, giống như cái hộp muối mà mình xài đó. Còn nhiều khi bạn ra ngoài bạn mua nước muối pha sẵn thì cũng được, nhưng mà mình mua cái hộp muối đó là bởi vì có những lúc mà mình dùng nước RODI là nước mà không có muối đó, thì mình phải tự pha, hoặc là mình thêm cái muối đó để mà cho nó tăng nồng độ mặn hoặc là tăng độ pH trong nước đó. Thì muối đó cỡ chừng 10 đô là nhiều rồi. Cái loại muối mình mua cũng cũng rẻ thôi, của Instant Ocean, xài cũng rất là cơ bản. Còn tùy thuộc vào cái loại hồ mà bạn muốn mua, muốn nuôi. Nếu mà bạn mua san hô cứng hoặc là những cái con mà nó mắc tiền hơn thế này thế kia, hoặc là bạn chăm hơn, thì bạn có thể mua cái muối của Red Sea. Thì cái muối biển đỏ đó, cái hiệu đó nó cũng nổi tiếng và cũng khá là xịn. Nhưng mà tùy thôi, mình thấy cái chơi hàng bình thường nhưng mà nó bền thế không bị gì hết thì cũng chỉ cần như vậy thôi, chứ cũng không cần nhiều quá. Thì muối là cỡ chừng từ 10 đô, còn nếu mà bạn chơi xịn hơn thì khoảng 20 đô, ví dụ vậy. Còn Việt Nam á, thì muối mình thấy thường thường là người ta sẽ chiết ra nha, chứ không có ai mà mua một cái hộp muối nhỏ hết á. Tại vì mấy cái bịch muối toàn là bịch muối bự mà, cho nên bạn tới mấy cái shop hoặc là bạn hỏi những người cùng chơi với mình á, thì đa phần là người ta sẽ chiết ra một vài ký. Mà với cái hồ như vậy mình nghĩ cái bịch muối của mình nhiều khi cỡ chừng có 1 ký là hết cỡ rồi, cho nên bạn chỉ cần mua 1 ký thôi là nhiều lắm rồi. Thì 1 ký muối ở Việt Nam hình như là khoảng 70 ngàn, hoặc là nhiều khi không tới nữa, mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà cứ coi như là 70 ngàn tiền muối đi. Và cuối cùng là tiền nước. Thì tiền nước ở đây có nghĩa là mình sẽ phải mua một số nước đã pha sẵn để mà dễ thay nước, và mua nhiều nước mà chưa có pha muối, là nước RODI đó, để mà mình châm nước, hoặc là lỡ có gì cần thì mình sẽ pha một cái lượng nước muối mới với cái nồng độ mà mình muốn đó. Thì đa phần là mình mua nước khoảng chừng là 3 gallon cho cái lượng nước muối, vậy là nhiều lắm rồi, tại vì 3 gallon là coi như đầy cái hồ, mà nó là chưa kể là cát rồi đá rồi này kia nữa, cho nên là 3 gallon là dư rồi. Nhưng mà mua 3 gallon đó sẵn để mà mình bỏ vô hồ thôi, rồi sau đó mình mới mua thêm là những cái nước RODI, là nước mà chưa pha muối đó. Thì 3 gallon là khoảng 12 lít. Rồi mình để sẵn khoảng chừng một vài gallon nước mà chưa có pha muối nữa. Thậm chí là đối với mình là mình chỉ cần 1 gallon thôi, mình cũng để phòng hờ thôi chứ cũng không có cần nhiều đâu. Thì cái tiền nước như vậy á, nó chỉ cần khoảng 5 tới 10 đô thôi. Nhưng mà bạn mua ở những cái shop local nha, chứ mình khuyên là không có nên mua trong trong tiệm Petco. Tại vì 5 gallon nước của nó, 5 gallon nước muối biển tự nhiên á, thì nó cũng sạch thiệt á, nó cũng tốt thiệt, nhưng mà nó khá là mắc. Hình như là 11 hay là 13 đô lận á. Mà trong khi bạn mua ở ngoài á, một gallon nước muối pha sẵn như có cỡ chừng có 1 đô mấy, 1,5 đô à, mắc lắm là 2 đô thôi. Còn nước mà chưa pha muối là còn rẻ nữa nha. Cái tiệm gần nhà mà mình mua 1 gallon nước mà chưa pha sẵn có 35 xu thôi, cho nên cái tiền nước mà mình bỏ ra khoảng chừng 10 đô là hết cỡ. Rồi Việt Nam thì cũng vậy, rồi mình cũng hỏi những cái shop, thì 1 lít nước muối pha rồi là nước biển tự nhiên đó, như bán có 1.000 hay là 2.000 gì đó thôi, cho nên là bạn cũng cần phải mua, coi như là mua khoảng chừng 12 lít nước đi, 12 13 lít nước. Nếu như bạn chơi cái hồ giống như mình đó, là cái thể tích là 25 x 25 đó. Thì 25 x 25 x 25. Thì bạn mua khoảng chừng 13 14 lít nước muối biển đã pha sẵn, nước biển tự nhiên đó. Nhưng mà đừng có cho hết vô nha. Mình cho cỡ chừng 10 lít thôi, rồi mình đo cái nồng độ mặn rồi bắt đầu mình mới cho tiếp vào.
Nhưng mà mình sẽ giữ lại một ít nước muối biển, nếu mà lỡ mình đang cần thay nước á, thì nó cũng có sẵn rồi, chứ mình đỡ phải pha lại. Và còn lại thì bạn mua khoảng 5-6 lít nước RODI, là nước mà chưa có pha đó, để mà phòng hờ thôi. Ví dụ như thấy độ mặn nó tăng cao quá thì mình thêm một ít nước để mà giảm cái nồng độ muối xuống vậy thôi. Thì nước biển như vậy cũng khá là rẻ, mình nghĩ là cũng khoảng chừng có 20 25 ngàn là hết cỡ. Thì với tổng những cái giá như vậy á, mình sẽ gộp lại áng chừng thôi nha. Đối với bên Mỹ á, nếu mà làm một cái hồ giống như mình là chỉ tính phần cứng thôi nha, là đèn rồi hồ rồi vật liệu lọc này kia á, thì sẽ có khoảng là 201 đô, mà cái này là chưa tính thuế nha. À, tùy vào tiểu bang thì coi như là UG rồi này kia đi, thì phần cứng coi như là 250, tính cỡ vậy. Thêm thuế vô rồi có thể là bạn mua thêm một số cái cát, hoặc là bạn mua đèn xịn hơn, hoặc là bạn mua thêm một cái phần gì đó, thì coi như là 250 là cho cái phần cứng, 201 tới 250. Còn ở Việt Nam á thì là khoảng 2 triệu 3 nha, là tính tiền hồ nè, rồi hồ lọc vách nha. Chứ còn những cái khác giống như là lọc treo rồi này kia thì thực sự cái đó rất là tùy. Ví dụ như là mua mình quên chữ tính, để mình tính xíu nha. Nếu mà mua hồ lọc vách á, mà hồ lọc vách này là 40-40 nha, là cubic 40 đó, thì giá là 1 triệu 3 cỡ đó. 1 triệu 3 rồi cộng cái đèn, tùy vào cái đèn bạn xài, coi như là bạn xài cái đèn rẻ đi thì là 750, thì cộng lại là coi như 201 là 200, à 2 triệu 50 chứ. Rồi cộng thêm tiền cát, tiền đá, tiền muối này kia thì những cái đó là khoảng 2 triệu 3. Chứ còn nếu mà bạn mà chơi đèn xịn á, cái đèn Z-Lite á, thì nó mắc hơn, nó tới 2 triệu luôn. Thì bạn sẽ phải cộng thêm khoảng chừng 1 triệu 3 nữa, thì đâm ra nó sẽ tới 3 triệu 6. Hoặc nếu bạn không xài hồ lọc vách mà bạn chỉ xài cái lọc treo thôi đó, thì cái hồ coi như là trung bình giữa ra là 300 ngàn đi, rồi thêm một cái lọc treo xịn 200 nữa đi, thì 500 ngàn. 500 ngàn rồi cộng thêm cái đèn 750 là 1 triệu 250. Rồi tiền cát, tiền đá này kia, tiền nước này kia thì cũng thêm cỡ chừng 250. Thì 1 triệu 250 cộng 250 coi như là cỡ 1 triệu rưỡi. Thì cái đó sẽ là cái phần chi phí cho những cái phần cứng trong hồ, là đèn rồi cát rồi này kia đó, thì những cái như vậy. Còn phần cá rồi các sinh vật san hô này kia rồi các loại thuốc châm khoáng thì mình sẽ đề cập vào tập sau. Ok, thì tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng là mình đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái vấn đề mà mình cần khi mà mình làm một cái hồ cá, những cái chi phí cho những cái phần thật sự là cần thiết, những cái này là không có thể tránh khỏi nha. Trừ khi bạn có thể nói là bạn không xài cát đi, hoặc là bạn không xài đá thì cũng được đi, nhưng mà những cái hồ sẽ rất là trơ và thực sự nó cũng không nên. Và nếu mà bạn mua cái hồ như vậy á, thì các bạn cũng tiết kiệm được cỡ chừng 200 ngàn là hết cỡ, tại vì những cái phần cát với phần đá nó khá là rẻ, chỉ có cái đèn thì nó là mắc nha. Nhưng mà again, nó tùy thuộc là bạn có mua san hô, rồi bạn nuôi san hô nhiều hay là ít, rồi san hô dễ hay là khó, san hô kiểu san hô cứng hoặc là mấy con LPS như con búa, con mè, con diêm á, thì nó cũng cần đèn nó xịn một chút thì nhìn nó cũng đẹp hơn và nó cũng lớn tốt hơn. Còn nếu mà nuôi mấy con đơn giản như là GSP, những con cọ nè, hoặc là nuôi mấy con bóp, mấy bông zoa bình thường ấy, thì cũng khá là rẻ. Cho nên chỉ cần cái xài đèn 750 là được rồi. Thậm chí là bạn xài đèn hồ thủy sinh cũng được, là chỉ có đèn trắng nhiều đó. Nhưng mà cái đó thì mình không có khuyến khích nha. Tại vì cái hồ thủy sinh á, đa phần đèn trắng nhiều thì đối với cái hồ nước mặn á, thứ nhất là nhìn nó sẽ không có đẹp, thứ hai là nó dễ bị rêu nữa. Nhưng mà cái đó là vẫn là tùy thuộc vào các bạn. Tại vì quan trọng nhất là các bạn phải biết các bạn muốn mua cái gì, các bạn muốn nuôi cái gì. Thì từ cái đó các bạn mới xác định được là mình cần những cái thành phần nào trong hồ. Thì đó, với cái phần mà mình giải thích như vậy thì các bạn có thể hình dung ra là để làm được một cái hồ giống như mình thì những cái phần cơ bản là đèn, cát, rồi hồ, rồi lọc này kia thì ở bên Mỹ sẽ tốn khoảng coi như 250. Còn Việt Nam thì dao động từ có thể nói là 1 triệu rưỡi cho một cái hồ khá là đơn giản, là xài những cái con dễ nuôi, hoặc là có thể lên tới 4 triệu, 5 triệu nếu như bạn muốn chơi những cái đồ xịn hơn chút. Và đặc biệt là cái chiller nữa, cái chiller thực sự rất là khó, mình không có thể nào mà nói cho các bạn biết được là các bạn có nên nuôi hay không, các bạn có nên dùng hay không, tại vì nó tùy thuộc vào cái chỗ mà các bạn sống. Nếu mà các bạn ở Sài Gòn nó nóng nhưng mà bạn ở công ty thì cái phòng nó lạnh, thì đâm ra mình cũng không cần mua chiller để làm cái gì. Hoặc thậm chí là các bạn có thể xài cái hệ thống là cái quạt thổi cho nó mát nước đó, nhưng mà cái đấy thì nó dễ bị bay hơi nước nha,
Thì again, nói chung là vẫn tùy thuộc vào cái cách mà bạn muốn nuôi hồ như thế nào. Thì hy vọng cái tập này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu hơn về cái chi phí làm thế nào để setup một cái hồ đơn giản giống như hồ của mình thôi nha. Còn hồ lớn hơn thì đương nhiên là tốn nhiều tiền hơn cho đá, cát, rồi đèn, rồi tốn tiền nước này này kia, rồi tốn lọc phải lớn hơn. Nhưng mà một hồ như mình đơn giản thì ở Việt Nam là khoảng chừng 1 triệu rưỡi trở lên. Còn nếu mà hồ xịn hơn thì maybe là có thể tới 5 triệu. Nhưng mà thôi, mình cứ giữ cái mức đơn giản là 2 triệu đi, cứ gọi như vậy. Việt Nam thì khoảng 2 triệu, còn bên Mỹ thì coi như 200 rưỡi. Ok, và tập sau thì mình sẽ giới thiệu thêm về các chất ở trong hồ, là mình sẽ nói thêm là mình cho cái gì trong hồ rồi giá cả là bao nhiêu đó. Mình cũng không nhớ là mình có cái tập này chưa, nếu mà có rồi thì thôi, mình sẽ làm cái tập tiếp theo về cá và các sinh vật trong hồ sẽ tốn kém như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.